chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay tiếp tục làm clip vui vui giải trí nha anh em. Lấy hai con UTI nha anh em, miễn phí nha anh em, free nha. Thì nó là trong phần mà anh em hay đá 15 trận đó anh em. Đó. Thì mình đã xong 15 trận rồi anh em. Bây giờ mình sẽ vô mình đổi cầu thủ, sau đó mình exchange cho đủ cái phần mà yêu cầu, như là 20 lần và 50 lần. Cái 20 lần thì chỉ cần một lần nữa thôi. Còn cái 50 lần đó là cần 7 lần nữa thì mình sẽ exchange 7 lần nữa để cho đủ nha anh em. Mở hai cái luôn, cái hai con UTB Ruy nha anh em. Nhìn chung thật sự là cái sự kiện này á, nếu anh em đá bình thường mà chơi cày từ đầu đến giờ thì hai con này Ruy chắc chắn Ruy rồi. Hai con UTB Ruy rồi anh em, thật sự luôn đó. Đó. Thì ok anh em, thì bây giờ mình sẽ mở những cầu thủ 98, 99 và 100 để em lấy những cầu thủ này mình chơi cho mình exchange nha anh em. Đó, thì bây giờ mình đang lấy ha. Cứ từ từ anh em ha. Nói chung con hôm nay có nhân phẩm như thế nào. Thì cái con UTB 110 cộng á và con UTB 109 cộng á, thường thường như em, thường thường nha, mặc định đó, nó sẽ ra là 109 và 110. Đó, hên hên thì được con 111, 112. Thì nó mặc định như vậy nha anh em. Thì hôm nay xem nhân phẩm có hên không. Ráng ráng kiếm con 111, 112 gì đó đi. Chứ tàn đã mặc định là con 110 với 109 không là tiêu đây em ơi, là tiêu rồi. Thật sự clip trước mình mở đáng hay con 109 đi tao anh em. Thì anh em nói là mặc định là như thế rồi. Thì đương nhiên rồi anh em. Nói chung là nó sẽ ra con thấp nhất, nhưng mà mình hên hên thì sao anh em? Thì xác suất cũng mấy phần trăm thì hên hên thì được con 111, 112 đó. Thì nay mình sẽ làm clip ha. Tiếp tục mở nhân phẩm, lấy Harry hai con UTI nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình exchange em, mình mở xong cầu thủ rồi. Bây giờ mình sẽ exchange thôi. Thì trong phần exchange này anh em thì cũng hên xui được cầu thủ ngon anh em. Đó. Thì nó cho anh em làm một cầu thủ là 101 cộng. Đó. Thì mình coi coi hết hết nha, coi được con nào mà có ngon không. Đó. Đây. Phát đầu tiên nha anh em. Đầu tiên thì ra con 101 rồi anh em ơi. Và phát thứ hai ha. Nói chung mình sẽ mở đủ thôi anh em ơi, mở đủ thôi nha. Exchange đủ thôi, lại ở trên 7 lần thôi. Chứ exchange dư thì nó phí cầu thủ anh em. Tại vì đến 50 lần là hết rồi, nó không cho mình thêm cái quà gì đâu. Mình giữ cầu thủ lại để gì mình exchange cái khác. Đó. Đây, trời ơi, là 102 cộng. Tiếp tục nha anh em, 2 lần rồi. Đó. Lần thứ ba ha. Đây, con gì đây? Kiếm may mắn thêm được con 100 mấy đấy coi. Con gì đây? Thì nhìn chung mấy cái này thì khó lắm anh em. Nó chỉ cho những con mà gọi 101, 102 thôi. Đây, mình còn thêm 6 lần. Ok anh em, tiếp tục nha. Mở đủ thôi nha. Đủ 50 lần thôi. Không gọi dư ha. Tiếp tục là chen thôi. Thì nhìn chung cái phần mà đá VS Touch và Head to Head anh em, thì có nhiều anh em hỏi cái gọi là gì ta, cái kinh nghiệm và chia sẻ đá như thế nào để cho nó thắng được 15 trận. Thật sự cái này cũng khó anh em. Quan trọng là do anh em đá nữa. Cái vấn đề mà chia sẻ thì cũng được thôi. Có thể clip sau mình sẽ làm một clip nói về vấn đề đó cho anh em. Đó, để cho anh em dễ hình dung được cái vấn đề mà đá Head to Head và VS Touch như thế nào để cho nó hiệu quả. Thật sự một phần là do kỹ năng của anh em nhiều lắm. Thật sự do kỹ năng của anh em nhiều lắm. Cái đội hình nó là một phần thôi. Cái đội hình là một phần. Nếu mà anh em có cầu thủ ngon thì đương nhiên là anh em sẽ đá ngon rồi. Nhưng mà anh em nó có cầu thủ ngon nhưng mà anh em không biết cách đá nữa thì nó sẽ không ngon. Thật sự luôn đó. Thì để biết sau thì sẽ mình làm một clip cho anh em ha. Thì sự kiện này chúng còn tầm khoảng 2-3 tuần gì nữa. Chắc hơn 2 tuần nữa. Chắc còn được đá thêm 2 lần nữa. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em để anh em tích lũy, anh em mà chưa đủ cái trend á thì anh em có thể xem clip đó, thì anh em học hỏi thêm xíu ha. Thì để clip sau đi mình sẽ làm clip đó cho anh em ha. Thì bây giờ mình sẽ làm clip nhân phẩm mở hai con Ruy UTI cho anh em trước đi, để xem này nhân phẩm mình có đỏ không anh em. Chứ dạo này đây đủ anh em ơi, giờ hơi đen rồi anh em ơi, đủ nha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mở cái bên phần 50 lần trước nha anh em. Thì cái 50 lần này á thì mình nói rồi, để giang hồ đồn đại là sẽ lấy được con 109 Militao. Thì xem hôm nay có dính Militao đúng không. Lần trước là dính Militao rồi anh em. Lần này xem sao còn đúng không, đúng là mặc định như vậy không. Đấy, đấy con gì đây, ra đi. Rồi xong anh em ơi, xong rồi CB rồi anh em ơi. Rồi đúng là Militao anh em ơi, quá đen rồi nè. Militao thì đen rồi. What the fuck, thật sự là quá đen, đúng là Militao luôn em ơi. Rồi mình nghĩ thì đúng là nó ra cái mặt định là 109 rồi, nhưng mà anh nào hên hên thật sự là ra con khác thiệt. Đấy, anh nào hên hên đó, nó lại ra con khác chứ không phải là lúc nào cũng 109 đâu anh em. Chắc 100 anh em thì được có 1-2 anh em được. Thì ok anh em, phần 110 cộng.
thì nghe nói cũng là 110 anh em. Thì xem sao, con này con gì đây, con gì đây, con gì đây. Rồi, người anh, xem, đừng có nói Bellingham nha. Bellingham anh em ơi, Bellingham anh em ơi. Thua anh em ơi, không thể nào tiếp được, đúng rồi. Mặc định là 110, 100 là chính anh em ơi. Nhưng mà mình nói vậy thôi chứ thật sự á, chứ không phải lúc nào cũng ra con đó đâu. Tại vì cái xác suất của nó đó, mình nãy mình nói đó, 100 người thì có thể 1-2 người ra con khác, thật ra con 111, 112. Thì nói chung là gọi là hên xui anh em. Thì đương nhiên rồi, đâu e, đâu phải dễ ăn anh em, đâu phải để cho anh em những con hàng ngon đâu. Thì anh em nào mà hên thì mới được, thôi gọi là hên nha anh em, thì mới được thôi. Thì mình đã bỏ xong, mình quá đen anh em ơi, được hai con 109 và 110 mặc đứt luôn rồi, là con Militao và con Bellingham, quá đen đội, thật sự là quá đen anh em ơi. Bây giờ mình cho vô hình để mình trải nghiệm nó như thế nào. Thì mấy con này thì rất là khó bán anh em, anh em phải canh rất là dữ mới bán được, nói chung là cũng hơi khó. Thì giờ mình cho vô hình mình trải nghiệm ha, thật sự là mình trải nghiệm rất là nhiều cái đội hình luôn đó anh em. Đây đội hình này có con Stoichkov và con Van Nistelrooy nè. Thì mình sẽ review con Van Nistelrooy và con Stoichkov cho anh em ha, hai con icon ha. Thì con Van Nistelrooy thì rất là nhiều anh em cũng bình luận kêu review con này, ông vua vòng cấm Van Nistelrooy. Còn Stoichkov LM đó anh em, Stoichkov LM mình thấy chỉ số tốc độ rất là nhanh anh em. Đó, mình sẽ cũng có cái review cho anh em con này luôn. Đó, để xem như thế nào, để cho anh em có nhiều lựa chọn trong cái đội hình của anh em. Đó, không thích con này thì đổi con khác xài. Đó, giờ mình cho con Bellingham và con Militao vô ha, để mình trải nghiệm nó như thế nào cho anh em ha. Thì nói chung á, cầu thủ rất là nhiều anh em. Thì nói chung mình sẽ review được con nào thì mình review cho nó cho anh em ha. Còn anh em muốn tư vấn, mình tư vấn cái gì đó thì anh em có thể bình luận ở dưới. Đó, mình sẽ tư vấn cho anh em ha. Tại vì mình không phải làm hết được, tại vì review rất nhiều anh em, cầu thủ nhiều lắm, mình đá thì rất là nhiều luôn đó, nhưng mà không có thời gian làm cho anh em. Mình cố gắng một ngày ra một clip cho anh em, để có clip cho anh em để giải trí đó anh em ha, để anh em chơi như coi như thế nào nó vui ha. Đó, giải trí mỗi ngày thì ok anh em. Thì anh em mình làm clip nói chung là nhân phẩm mà ri hai con Utopi, nhưng mà nó quá đẹp anh em. Rất là hai con, đúng hai con mặc định anh em, hai con mặc định luôn anh em ơi, trời ơi, thực sự là 109, 110 luôn, hay thật. Thì nhưng mà mình nói là xác suất thôi nha anh em, xác suất là rất là cao ra hai con đó, nhưng mà không phải là không có con 111, 112 đâu anh em, có nha anh em, có nha, mà nó có nha. Thì mình cũng đã nói rồi, như 100 người thì cũng người gì đó có ra hai con đó, hai con 111, 112 sao, đó thì tùy anh em. Nói chung là mặc định như vậy thôi. Thì ok anh em, hôm nay làm clip vui vui ha, giải trí ha, mở nhân phẩm hai con Utopi Free. Nhà thấy clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn là chưa đăng ký ủng hộ mình nhé. Cảm ơn em. Xin chào anh em.